Xin chào tất cả mọi người, các bạn đã quay trở lại với chương trình của chúng tôi. Các bạn thân mến, sau chương trình tổng kết điểm lại những khoảnh khắc thú vị của Đặng Văn Lâm trong chương trình giao lưu với thủ môn Đặng Văn Lâm và gia đình tại Nga được Đại sứ quán Việt Nam tổ chức vào ngày 1 tháng 12 năm 2019 tại Moscow, thì các bạn ạ, chúng tôi đã nhận được rất là nhiều những comment, những bình luận của các vị khán giả, những người hâm mộ, những người theo dõi video. Trong đó họ nói họ cảm ơn chúng tôi vì đã mang lại những cái video clip rất là ý nghĩa, rất là thú vị để họ có thể hiểu thêm về chàng thủ môn, có thể nói là vừa đẹp trai, vừa phong độ, vừa tài năng, vừa lễ phép của đội tuyển Việt Nam, đó là Đặng Văn Lâm. Và các bạn ạ, họ cũng có hỏi là vậy cái từ mà lép Đặng, tại sao lại có cái từ lép Đặng? Thì hôm nay thì tôi cũng muốn chia sẻ với các bạn về cái tên này, và chúng tôi cũng muốn giới thiệu với các bạn một cái chương trình mới của chúng tôi, cũng về thủ môn, cũng có chữ lép, và nó có liên quan một chút đến Đặng Văn Lâm của chúng ta. Trước tiên tôi sẽ giải thích với các bạn một chút là tại sao Đặng Văn Lâm lại có cái tên là lép Đặng. Như các bạn đã biết, Đặng Văn Lâm là một thủ môn. Mẹ của Đặng Văn Lâm là bà Olga Zhukova, và bà rất là hâm mộ huyền thoại bóng đá nổi tiếng người Nga Lev Yashin Ivanovich. Và Lev cũng chính là họ của thủ môn nổi tiếng thế giới này. Và tôi nghĩ là khi tôi nhắc đến Lev Yashin thì các bạn, những người hâm mộ thể thao, sẽ biết được ông. Ông là một người vô cùng nổi tiếng. Lev tiếng Nga có nghĩa là sư tử các bạn. Sư tử. Bà Olga Zhukova rất là hâm mộ Lev Yashin, và bà đã lấy cái tên Lev đó để đặt cho Văn Lâm bằng tiếng Nga. Các bạn ạ, Lev Đặng, chúng ta thường hay gọi như vậy. Bởi vậy nên khi các bạn có xem một chương trình nào đó, các bạn được người ta, các bạn có nghe thấy là gì? Lev Đặng Văn Lâm hoặc Lev Đặng, thì các bạn đã hiểu Lev đó chính là do bà Olga Zhukova hâm mộ Lev Yashin và đặt cho con trai của mình, với ý mong muốn là con trai của mình sẽ làm sao phát huy được những cái tài năng của mình để vươn lên một cái tầm cao mới, giống như là huyền thoại Lev Yashin, để giúp cho đội tuyển Việt Nam gặt hái được tất cả những cái thành công, những cái vinh quang. Và thưa các bạn, những cái comment này bây giờ chúng tôi sẽ cho các bạn thấy là các bạn cổ động viên có một cái mong muốn như thế này. Chúng tôi được biết là có nước Nga có một thủ môn rất là nổi tiếng là Lev Yashin. Vậy các bạn có thể làm những cái phóng sự về thủ môn này được không? Bởi vì thủ môn này cũng là người rất là nổi tiếng. Mời các bạn xem những cái bình luận ở phía dưới của các bạn khán giả. Vâng, đây là các comment của các bạn khán giả đã nhắn tin cho chúng tôi. Các bạn khán giả có nói là Bem Bem Ka có thể làm clip về huyền thoại Lev Yashin cho mọi người xem được không? Hoặc là Ad có thể làm video về thủ môn huyền thoại Liên Xô là Lev Yashin được không? Vân vân. Tất nhiên là chúng tôi không thể đưa hết những bình luận, những ý kiến của các bạn lên video này. Nhưng chắc chắn là chúng tôi sẽ cố gắng làm những video hay nhất có thể để gửi tới các bạn. Đọc những comment của các bạn chúng tôi rất là vui. Và đây chính là động lực để chúng tôi tiếp tục gửi đến các bạn những video hay và ý nghĩa. Và để đáp ứng những yêu cầu đó thì chúng tôi hôm nay giới thiệu với tất cả mọi người trên kênh YouTube Bem Bem Ka loạt series chương trình về huyền thoại Lev Yashin, huyền thoại bóng đá số 1 của Liên Xô và thế giới trong thế kỷ 20. Và trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi xin giới thiệu loạt series về huyền thoại Lev Yashin bao gồm những phần như sau. Phần 1: cuộc đời và tiểu sử huyền thoại Lev Yashin. Phần 2, chúng ta sẽ đến tham quan phòng truyền thống cũng như là bảo tàng của câu lạc bộ bóng đá Dynamo Moscow, nơi mà thủ môn huyền thoại Lev Yashin đã dành cả cuộc đời 20 năm của mình để cống hiến. Và ở đó chắc chắn chúng ta sẽ thấy những kỷ vật của ông. Đó là loạt series.
mình các bạn có thể thấy đây chính là bức tượng của huyền thoại bóng đá nổi tiếng của nước Nga và của câu lạc bộ Dynamo Moscow, Lev Yashin. Vâng, xin chào mọi người. Các bạn ơi, hiện tại là mình đang đứng ở sân vận động Dynamo Moscow. Đây các bạn có thể thấy là mùa đông rất là lạnh. Hôm nay đã tuyết rơi rất là nhiều. Và trong loạt series về huyền thoại Lev Yashin thì hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu đi vào thăm phòng truyền thống cũng như là magazine, tức là cửa hàng bán đồ lưu niệm của câu lạc bộ Dynamo Moscow. Và chắc chắn một điều là trong phòng truyền thống của câu lạc bộ thì chúng ta sẽ được ngắm nhìn rất là nhiều danh hiệu. Danh hiệu của câu lạc bộ Dynamo Moscow cũng như một phần quan trọng nhất đó chính là những danh hiệu của huyền thoại Lev Yashin. Đó là nhân vật chính của chúng ta, đúng không ạ? Chúng ta sẽ được thăm những cái danh hiệu cá nhân cũng như là danh hiệu riêng của ông mà ông đã và gia đình đã để lại cho câu lạc bộ. Và nếu chúng ta được gặp trực tiếp một lần, được nhìn thấy nó và thậm chí được sờ vào nó thì đó là một kỷ niệm khó quên trong cuộc đời của chúng ta. Và tôi sẽ đi vào. Đi đây. Và chương trình thứ ba đó là chương trình thăm trường đại học nơi Lev Yashin đã từng học. Lev Yashin đã từng học huấn luyện viên tại một trường đại học rất nổi tiếng về thể thao của nước Nga, nơi đã sản sinh ra rất là nhiều những vị lãnh đạo về thể thao trong ngành thể thao của Việt Nam hiện nay các bạn ạ. Và chúng tôi đã tìm hiểu được thông tin của trường. Và chúng tôi đã đến trường và làm clip. Chúng tôi rất là đang mong muốn là sẽ chiếu clip đó sớm nhất để cho các bạn xem. Đó chính là loạt series thứ 3. Chào mọi người. Hiện tại thì chúng tôi đang đứng tại trường Đại học Thể dục Thể thao Thanh niên và Du lịch Nga, một ngôi trường rất là nổi tiếng với hơn 100 năm thành lập. Và trong loạt series về huyền thoại Lev Yashin thì đây chính là nơi mà ông đã từng học tập trong vòng 5 năm với bằng huấn luyện viên. Thử đi theo cô gái này xem thế nào. Cô gái này rất là xinh, chúng ta thử đi xem, đi theo cô gái. Bởi vì cái việc tìm thông tin của ông ấy rất là khó, thế nên là mình đã gặp một bạn gái rất là xinh đẹp. Bây giờ mình sẽ hỏi bạn ấy luôn. Có thể bạn ấy sẽ nhờ bạn ấy giúp đỡ chỉ cho mình cái chỗ xem là Lev Yashin lúc ảnh ông ấy nằm ở đâu. Các chị nhé. Mình sẽ hỏi bạn ý một chút cái thông tin của bạn ý, sau đó là hỏi một chút về Lev Yashin. Các bạn có thể quan sát và bây giờ chúng ta sẽ đi thẳng đến bức tượng của Lev Yashin. Các bạn thân mến, đây chính là tượng của Lev Yashin, huyền thoại nổi tiếng của bóng đá Xô Viết cũng như là bóng đá thế giới. Các bạn nhớ là đăng ký kênh và chia sẻ video để ủng hộ chúng tôi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Loạt bài thứ tư của chúng tôi đó là gì ạ? Đó là thăm mộ của huyền thoại Lev Yashin. Chắc hẳn chúng ta xem trên TV Nga thì rất là nhiều các bạn ạ, nhưng Việt Nam kênh YouTube Việt Nam của chúng ta chưa có một bài nào về ngôi mộ của Lev Yashin. Và chúng tôi sẽ làm một phóng sự về nó. Chúng ta sẽ đến thăm một ngôi mộ có thể nói là giản dị của một người cực kỳ nổi tiếng. Các bạn ơi, chúng tôi đến được nghĩa trang rồi. Bây giờ chúng tôi đang đợi đèn đỏ thôi. Các bạn thân mến, hiện tại thì mình đang đứng ở nghĩa trang Vagankovskoye Kladbishche.
Đây là một nghĩa trang rất là lớn, nó có diện tích lên đến 50 hectare. Đó, 50 hectare. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào. À, trước tiên thì chúng ta phải tìm mua một vài bông hoa. Đây các bạn, tôi cũng đã mua được những bông hoa để tí nữa sẽ vào để đặt ở mộ của ông. Bây giờ chúng ta sẽ đi thôi. Các bạn có thể quan sát một chút này, nghĩa trang của họ đây. Đây là một khu nghĩa trang rất là lớn. Mùa đông trắng tinh các bạn nhìn. Rất là rộng, 50 hectare cơ mà. Trong rất là nhiều những biểu tượng khác nhau nhé. Bởi vì đây là một khu mộ dành cho rất là nhiều đối tượng người già, người nổi tiếng rất cẩn thận. Họ phân ra rất là nhiều khu. Các bạn nào không đọc chú thích thì rất là khó để mà tìm thấy ngôi mộ của mình cần. Nhưng không, vào thời điểm này, ông lại bắt đầu bước vào một cuộc chiến mới. Cuộc chiến đấu để bảo vệ sức khỏe của mình. Và điều gì đến cũng phải đến. Ngày 20 tháng 3 năm 1990, Lev Yashin qua đời tại bệnh viện ở tuổi 61. Và trước khi qua đời, ông cũng có nói. Và chúng tôi cũng xin được gửi lời chào tạm biệt tất cả quý vị và các bạn, những người đã yêu mến và đang theo dõi kênh BMBMK. Rất là hy vọng mọi người sẽ ủng hộ bằng cách chia sẻ video và cũng như là đăng ký kênh để các bạn có thể nhận được những video mới nhất trong loạt series về thủ môn huyền thoại Lev Yashin của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video clip sau. Xin tạm biệt. Và loạt bài thứ 5 chúng tôi đang liên hệ, và thưa các bạn, là đó là chúng tôi mong muốn là được gặp vợ của Lev Yashin, đó là bà Valentina Yashin, và cháu ruột của Lev Yashin. Đó, chúng tôi đã liên hệ được với cháu ruột của Lev Yashin. Và hiện tại thì chúng tôi đang chờ câu trả lời chính thức của anh ấy, bởi vì là anh ấy phải sắp xếp thời gian. Và chúng tôi sẽ cố gắng làm cái phóng sự này sớm nhất có thể, và chúng tôi cũng rất hy vọng là có thể làm được cái phóng sự này để gửi tới tất cả mọi người, những khán giả của kênh YouTube BMBMK. Vừa rồi các bạn đã được xem những video ngắn về Lev Yashin. Đó cũng chính là một danh sách các cái chương trình mà chúng tôi đang làm và đã làm và sẽ làm. Thì tôi đã tổng hợp được những cái loạt series mà chúng tôi sẽ làm về thủ môn huyền thoại Lev Yashin. Và chúng tôi rất là mong muốn là cái chương trình về huyền thoại Lev Yashin sẽ mang đến cho mọi người những cái nhìn thú vị, những cái góc nhìn đa chiều về cuộc đời đầy thăng trầm nhưng cũng đầy vinh quang của một huyền thoại bóng đá thế giới. Các bạn có biết rằng nếu như trong bóng đá, ở vị trí của các cầu thủ ở phía trên thì chúng ta có sự cạnh tranh của Pele, của Maradona, của Hoàng đế Beckenbauer, tức là họ có rất là nhiều những cái biệt danh này đặt cho các cầu thủ này, và họ cạnh tranh, và rất là nhiều cuộc ý kiến đưa ra và vậy ai là vua bóng đá, ai là hoàng tử bóng đá, vân vân. Giữa Pele và Maradona thì ai mới là cầu thủ xuất sắc nhất trong thế kỷ 20? Cuộc tranh cãi đó chưa có hồi kết các bạn ạ. Bởi vậy họ lại phân cho mỗi ông đó một gì ạ? Một cái biệt danh. Hoàng đế Beckenbauer, vua bóng đá Pele. Đúng không ạ? Và hiện tại, bóng đá hiện tại của chúng ta có những ai? Ronaldo, Messi. Họ là một cái cặp mà bây giờ chúng ta cũng đang phân tích là vậy ai là người xuất sắc nhất? Mặc dù bây giờ Messi đã có quả bóng vàng thứ 6, Ronaldo chỉ có thứ 5, nhưng ai là người xuất sắc nhất? Đó là một câu hỏi tôi nghĩ là cũng sẽ chẳng bao giờ có cái hồi kết. Nhưng bây giờ các bạn thử hỏi ai là thủ môn xuất sắc nhất của bóng đá thế giới trong thập kỷ trong cái thế kỷ 20 vừa qua? Các bạn chắc chắn có một câu trả lời: Lev Yashin.
Không có ai có thể cạnh tranh nổi với Lev Yashin các bạn ạ. Và ông cũng là thủ môn duy nhất trên thế giới cho đến hiện tại là giành quả bóng vàng châu Âu năm 1963. Ngoài ra, chưa có một thủ môn nào giành được quả bóng vàng châu Âu của tạp chí France Football. Đó cũng là một cái nét độc đáo của Yashin. Một nét độc đáo nữa mà tôi muốn nói chuyện với các bạn, đó là Lev Yashin là một cầu thủ vô cùng đặc biệt. Ngoài việc là một thủ môn, thì Lev Yashin còn kết hợp chơi song song bóng đá và bộ môn khúc côn cầu trên băng mà chúng ta hay gọi tiếng Anh là hockey. Trong những năm đó, Lev Yashin vừa là đội trưởng đội tuyển hockey khúc côn cầu trên băng của Liên Xô cũ. Và ông lại cũng là một người thủ môn chính, một thủ môn xuất sắc nhất của đội tuyển Liên Xô. Ông đảm nhiệm hai vị trí một lúc. Và trong bóng đá, ông cũng giành chức vô địch giải bóng đá Nga, chức vô địch cúp quốc gia Nga. Và song song đó, ông lại giành chức vô địch hockey của Nga, chức vô địch cúp hockey của Nga. Ông là đội trưởng của đội tuyển hockey và đội trưởng của đội tuyển Liên Xô cũ. Rất đặc biệt, rất đặc biệt. Và trong loạt series của chúng tôi thì chúng tôi sẽ mang lại cho các bạn thêm những cái góc cạnh khác về Yashin. Không chỉ là đơn giản là chỉ là những cái thành tích được công bố là quả bóng vàng rồi thì vân vân ABC. Mà chúng ta có những cái nhìn nó rất là nhiều góc cạnh. Chúng ta sẽ được gặp những cái con người trực tiếp mà đã từng sống với Yashin, đã từng tập luyện thể thao với ông. Đó chính là sự thú vị của chúng tôi. Và chúng tôi đang mong muốn nhận được câu trả lời đó. Câu trả lời của cháu ruột, cháu nội của Yashin. Trong cái video clip hôm nay, chúng tôi coi như là một buổi giới thiệu về loạt series sắp tới với tất cả quý vị khán giả. Và sau buổi giới thiệu này thì chương trình của chúng tôi sẽ liên tục được phát. Và sau loạt series về Lev Yashin thì chúng tôi cũng có một dự định là sẽ làm những series về các vận động viên nổi tiếng của nước Nga khác, hoặc là những câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng của nước Nga vân vân. Đó là cái mà chúng tôi đang rất là mong muốn nhận được cái sự chia sẻ của các bạn. Và nếu như các bạn có những ý kiến gì, các bạn hãy để lại những ý kiến của mình ở trên cái video đó, hoặc là ở trên cái phần bình luận trong các video của chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng làm hết sức mình để làm sao mang lại được những cái clip đặc sắc nhất về nền thể thao Nga, cũng như là có thể là các vận động viên nổi tiếng của thế giới đang có mặt tại Nga. Chúng tôi sẽ cố gắng để liên hệ. Cố gắng, chúng tôi chỉ dám hứa là cố gắng thôi. Bởi vì các bạn biết là ở nước Nga này thì nó có những cái điều kiện nó khác với Việt Nam. Nó không hoàn toàn giống các bạn ạ. Nếu như ở Việt Nam chúng tôi có cái mối quan hệ rất là tốt với rất là nhiều vận động viên nổi tiếng về điền kinh, về bóng chuyền, vân vân, thì ở bên Nga này chúng tôi lại rất là khó khăn để tiếp cận các vận động viên. Bởi vì thứ nhất là các bạn ạ, ngôn ngữ. Cái thứ hai đó là cái thời gian không bao giờ giống nhau. Và cái thứ ba đó là gì các bạn? Mình không có mối quan hệ với họ. Không tự nhiên một người bình thường không quen biết, không quan hệ lại dễ dàng gặp họ cả. Đó là cái trở ngại lớn nhất. Bởi vậy nên là gì? Là chúng tôi chỉ dám hứa là sẽ cố gắng để thực hiện. Và cái kết quả như thế nào thì chúng tôi sẽ lại update trên kênh YouTube hoặc là trên fanpage của chúng tôi. Và chắc chắn là chúng tôi cũng rất là mong muốn làm được nhiều clip đó để mang lại cho quý vị khán giả những cái cảm xúc, những cái mong muốn mà các quý vị khán giả muốn nó được trở thành hiện thực. Chúng tôi cũng rất là mong muốn điều đó. Và cuối cùng, rất mong các bạn sẽ ủng hộ và xem, đón chờ những cái loạt video trong series của chúng tôi về huyền thoại Lev Yashin. Và đây chính là ông Lev Yashin. Và như vậy là cái chương trình giới thiệu về loạt series về huyền thoại Lev Yashin của chúng tôi ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Xin kính chúc tất cả mọi người luôn có thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn cho loạt video của chúng tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.